Tôi tiếp tục giới thiệu cho các bạn khai báo danh mục trong phần mềm kế toán TotalShop. Ở đây chúng ta sẽ còn phải khai báo một cái danh mục rất quan trọng, đấy là danh mục đối tượng tập hợp chi phí. Cái đối tượng tập hợp chi phí này nó tùy thuộc vào từng cái mô hình sản xuất kinh doanh của từng công ty. Nó chủ yếu áp dụng cho các cái doanh nghiệp như là xây lắp và các cái doanh nghiệp mà sản xuất sản phẩm. Thế thì ở đây chúng ta có thể thấy là doanh nghiệp mà xây lắp thì chúng tôi đã khai báo sẵn các cái công trình mang tính chất tượng trưng để chúng ta có thể tập hợp chi phí. Dĩ nhiên là ở trong này chỉ nói là cái từ tập hợp chi phí, nhưng mà các bạn lưu ý là ở đối với cái doanh nghiệp xây lắp ấy, thì trong quá trình tập hợp chi phí của công trình thì cũng như là các cái loại doanh thu công trình theo giai đoạn hoặc là nghiệm thu công trình thì chúng ta có thể sử dụng để có thể lên cái bảng giá thành công trình, đúng theo nghĩa là nó bao gồm toàn bộ cái chi phí doanh thu và giá vốn, tức là giá thành sản phẩm chất lắp hoàn thành, để có thể lên được cái báo cáo lãi lỗ cụ thể của từng công trình. Thế thì ở đây chúng ta kích chuột phải vào nền màn hình của chúng ta chọn nút thêm. Ở đây thì các bạn lưu ý là cái loại đối tượng tập hợp chi phí nó có khá nhiều loại. Đầu tiên là cái công trình vụ việc nó phục vụ cho cái doanh nghiệp mà kinh doanh về xây lắp. Cái phần thứ hai là phần đơn hàng, thì nó phục vụ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như là có thể là gia công cơ khí, họ làm theo những cái đơn hàng khác nhau. Cái phần thứ ba là cái phần phân xưởng của phòng ban, cái này đối sản xuất ở các cái doanh nghiệp có sản phẩm sản xuất liên tục ở phân xưởng, hay là quy trình công nghệ sản xuất và khác các mục lựa chọn khác nhau. Chúng ta đánh cái mã của cái đối tượng tập hợp chi phí vào tên, sau đấy chúng ta chọn lưu và đóng lại.